Ok các bạn ơi, như đã nói trước các bạn là bài này sẽ vất vả vì bài này ta sẽ kết thúc bài 2 luôn. Nó sẽ là cái phần nhận biết nguyên âm đôi, luyện tập với nguyên âm đôi và chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc bài số 2 với cái phần luyện tập. Chúng ta sẽ kết thúc bài số 2 phần luyện tập này. Các bạn cố gắng nhá, luyện tập nguyên âm đôi nhá.语音, Yên. y, Yên ngủ. Từ ngữ yên này là ngữ âm nhé, từ ngữ yên này là ngữ âm mà ta ngữ âm ta học là nguyên đôi. an, An, ân, ân, ông, ân, ông, ân, ung, ung, an, ân, an, r, ung, pinyin, pinyin nhé. ban, Pan, bên, pân, băng, phăng, băng, vâng đấy các bạn, bây giờ mình mới nói với các bạn là đến cái bài này rồi, các bạn phải cố gắng luyện một chút là cái từ p này, cái chữ b này nó không đọc giống như hẳn chữ b Việt Nam đâu, nửa b, nửa chữ b, nửa chữ phờ luôn, phang phân pan, đấy. Pan chữ này là p luôn, phân, phân phang, phang phân. phân đấy, có dễ này nào có p luôn, man, man mân, mân măng, măng mông, mừng phan, phan phân, phân phang, phăng phân, phân tan, tan tên, tân tăng, tăng tăng, tân tung, tung than, than thang, thang thân, thân thôn, thùng nan, nan nên, nâng năng, mang nâng, nâng nung, nung lan, lan lăng, lăng lân, lăng luôn, luôn can, can kênh, cân căng, căng cân, khăn cung, cung khan, khan khân, khăn khang, khang khân, khăn khôn, cung khan, khang khân, khăn khang, khang khân, khăn khung. cung. Ok, chữ H này sẽ rất dễ lẫn với chữ K, nhưng các bạn hãy cố gắng mở sách ra và luyện lại cái phần phinyin này nhé. Đấy. Đấy, chữ này là khờ hẳn, có chữ này lại nửa khờ nửa hờ. Đấy. Chữ B cũng thế, chữ B, chữ phờ này đọc là phờ hẳn, nhưng chữ B này thì đọc là nửa B nửa phờ. Đấy. Các bạn cố gắng luyện nhé. À, nếu như các bạn mà bố mẹ các bạn hay là ấy mà là người Lai của Trung Quốc thì họ đọc dễ lắm. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chú sửa. Phần chú sửa này nó là một phần gọi là chúng ta gọi là một cái nốt, một cái chú ý. Chú ý ở đây này. Từ an, đọc là an. Còn từ này đọc từ từ en này, đấy, đọc là ơn. Đấy. Từ này đọc là an, an nhé. Từ này đọc là ưng, từ này là ung. Đấy. Viết là một kiểu, đọc là một kiểu. Các bạn chú ý, nhớ. Nếu là luyện tập thì nhớ lại cho các bạn thôi. Thế thì ở đây nó cũng nói về một số cái tiếng Trung là sẽ viết như này, nhưng mà thôi thì cách đây là cách viết của nó mình không quan tâm lắm, nhưng mình muốn nói với các bạn ở đây. Rồi tiếp theo ta có phần là new chùa thăng. New chùa thăng nó là cái âm tự nhiên. Âm tự nhiên của tiếng Trung ấy thì chúng ta sẽ thấy là hai cái từ trong tiếng Trung mà đứng gần nhau ấy, thì có một từ đầu tiên sẽ mạnh hơn từ đằng sau. Đấy, ta cứ hiểu như vậy đi. Từ đằng sau sẽ nhẹ hơn. Đấy, và ngắn hơn từ đằng trước. Đấy, ví dụ từ ma mà ấy pái tợ pái tợ pái tợ lễ man pa pa, cái từ đằng sau nó như là cái đệm nền cho cái từ trước đấy, là cái chú ý. Các bạn thứ ba này thì nó là bạn nhớ từ half, half thứ tăng, tức là mất âm thứ ba, mất một nửa âm thứ ba. Ở đây nó cũng theo cái nguyên tắc này neutral, tức là tự nhiên mà có cái này. Thì ở đây các bạn nhìn thấy chữ e và chữ e, tức là những cái âm nào ấy mà nó liên quan đến cái chữ i và chữ e này. Thì trong nó xuống kia luyện tập thì mình sẽ nói thì các bạn cứ nhìn. Thì còn bây giờ thì
thì nó sẽ khó lắm nhá các bạn, khó lắm. Là xuống dưới này, đây nó chính là phần luyện tập này mình sẽ nói các bạn. Tiếp theo là ta sẽ ra sang phần exercise để anh chị làm ta luyện tập. Thì ta sẽ có cái phần nghe ở đây. 五练习五练习一声调声调声调他他他他他他他他忙忙忙忙忙忙忙忙很很很很很很恨恨难难难难难难难难憨憨憨憨憨憨来八八八八八八八八妈妈马马马马马哥哥哥哥哥哥哥哥妹妹妹美美美美美滴滴滴滴滴滴滴滴 OK 二轻声 OK 练呢妈妈妈妈哥哥哥哥他的他的他们他们红的红的忙吗忙吗来吗来吗白的白的奶奶奶奶好吗好吗饱了饱了跑了跑了弟弟弟弟妹妹妹妹累吗累吗累了累了二啊，轻声，轻声。妈妈，妈妈。哥哥，哥哥。đấy, vừa nãy ta học là, à, tức là cái âm sau nó sẽ bị nhẹ hơn âm trước. đấy, vừa ta học cái lý thuyết bên trên, bây giờ luyện như vậy. Mà, mà, cơ, cơ. đấy. Tha đã, tha đã. đấy, âm sau nhẹ đi. Tha mẩn, tha mẩn. Hồng đã, hồng tự. đấy, âm sau nó nhẹ đi và nó nhanh hơn.忙吗忙吗来吗来吗白的白的奶奶奶奶đấy cái từ này nó rất là rõ này cái từ lại nè cái từ cái là cái từ này cái từ lại này nó rất là rườm rà nhưng mà cái từ na cái từ lại này gần như là mất luôn lại nè hảo ma hảo ma bảo là bảo là跑了跑了弟弟弟弟妹妹妹妹累吗累吗累了累了 OK, đấy là phần chúng ta, tức là âm sau nó sẽ nhanh hơn âm trước đấy. Vì nó không được chú trọng. Rồi phần thứ ba ta sẽ là về cái phần nửa âm này, mình sẽ cho các bạn nghe, mình sẽ giải thích. 三半三声很高đấy, các bạn thấy nhá, hẳn cao, hẳn cao. Cái từ hẳn cao thì cái từ cao này nó mang tính chất là mạnh hơn cái từ trước đấy. Cái nguyên tắc số 3 này thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái trùng nhau ở trong tất cả các từ này. Và hôm nay mình hứa là bây giờ mình nói các bạn đó là cái dấu này cái dấu hỏi của nó đấy, hẳn cao đấy. Khi bạn gặp cái dấu hỏi này thì cái từ này bị nhẹ đi, từ đằng sau phải trỗi lên, phải mạnh hơn. Đó là như vậy, tức là từ đằng sau mạnh hơn đằng trước. Khi các bạn gặp cái dấu hỏi này, sau dấu hỏi này thì từ đằng sau mạnh hơn đằng trước, cứ hiểu như vậy thôi, đừng có học cái gì nó khó quá. Cứ hiểu là khi gặp dấu hỏi thì thằng nào đứng sau dấu hỏi thằng đấy phải được nhấn mạnh.
thế còn ai muốn nói gì nói, tôi không hiểu, tôi chỉ biết như thế thôi. Nhau liền đọc nha. Lây là San Bạn san sheng Hẳn cao Hẳn cao Hẳn nán Hẳn nán, từ đằng sau cứ mạnh lên được. Hẳn đa Hẳn đa. Đấy, cứ nhìn cái dấu hỏi này thì đằng sau phải mạnh lên, cứ thế nào đọc. Hảo ba Hảo ba Nì khơ Nì khơ Nì lái Nì lái Mì phạn Mì phạn Hảo lơ Hảo lơ Bẩn ban Bẩn ban Bẩn lái Bẩn lái Hẳn bằng Hẳn bằng Hẳn phạng Hẳn phạng. Đấy, thế thôi, cứ thằng nên cái hẳn này bé nhá, cái phang này phải phang mạnh lên. Đấy, có thế thôi, đơn giản là các bạn đừng có học nó dễ là được, đừng nó phải nói thành lời thành khó. Tiếp theo ta sẽ có cái phần tiếp theo, phần này sẽ là phân biệt thanh điệu. Đấy, phân biệt thanh điệu đây là dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã của nó đây, dấu ngang của nó đây, thì chúng ta phải phân biệt thanh điệu vào nhá. 4. Luyện âm biến điệu. Bản cung Bản cung Bản khung Bản khung Tùng hồng Tùng hồng Thung hồng Thung hồng Hẳn nán Hẳn nán Hẳn lán Hẳn lán Hẳn lẩn Hẳn lẩn Khở nâng Khở nâng Hẳn mạng Hẳn mạng Hẳn mạng Hẳn mạng Nán phong Nán phong Nán phong Nán phong rất là dễ đúng không? Bản cung, phản cung, đấy, khác nhau nữa. Thông hồng đúng không? Thông hồng, cái này thông hồng, đấy, khác nhau. Cái này thông hồng, cái này thông hồng, thông hồng, đấy. Một cái là tông, một cái là tông, tông là hồng, cái này thông hồng. Hẳn nán, mạnh lên đúng không? Hẳn lán, cao hơn. Hán lẩn, hán lẩn. Khở lẫn, khở lẫn. Hẳn mãn, hẳn mãn. Nán phẳng, lán phẳng. Đấy, lán phẳng. Ok, mình nghĩ là nó dễ cho các bạn rồi. Tiếp theo là cái phần này là phần bài tập và phần luyện viết. Thì cái này các bạn phải tự làm cho mình thôi, nhưng mình sẽ hướng dẫn qua một chút. Thứ nhất là phần luyện đọc, đấy là có từ khưa cửa và các từ sau. Thì các bạn xoay lại trên này, các bạn viết cách đọc của nó ra cho mình. Đó, viết đầu như ở đây. Đó, cơ cửa đấy, mình đọc từ cơ cửa thì tiếp theo là ma mả đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn đây, nhìn các bạn nhớ lại đúng không? Mình đọc từ này từ cơ cửa thì từ này là gì? Từ này ma mả là mẹ đúng không ạ? Ma mả. Tiếp theo từ này từ hảo ma là tốt không đúng không ạ? Hảo ma à, từ hảo mình đã hướng dẫn các bạn từ bài trước rồi. Đấy. Đi hảo rồi đúng không? Đơn giản. Từ này từ máng ma bận không, máng ma cái này là to lớn, là tha ma to không đúng không? To lớn tha ma to không, tức là lán ma là khó không, lán ma khó không. Cái này hấn hảo là rất tốt, hấn hảo. Cái này hẳn máng là rất khó. Cái này hẳn tha rất to, hẳn tha rất khó, hẳn lán là rất khó. Ok. Đấy, các bạn viết chép nó lại vào trong sách nhé. Tiếp theo là ta sẽ đặt câu. Đấy, với những cái từ này. Đấy, luyện tập những từ này. Ta có Lý hảo ma bạn khỏe không? Hẳn hảo rất khỏe. Lý máng ma, hẳn máng rất bận. Đấy. Và cuối cùng là ta nhớ lại từ này, từ han nhủy. Han nhủy. Han nhủy. Han nhủy máng ma. Han nhủy máng ma. Han nhủy phủ nán. Hán hủy phù lán, hán hủy tiếng Trung không khó, hán hủy phù lán. Đấy, chúng ta sẽ có answer question. Lỉ máng ma, lỉ máng ma, mày bận không? Thì trả lời đây là gì? Hẳn máng, đấy, ta gọi là hẳn máng, hoặc là phù lán, hoặc là phù máng, đúng không? Bận hoặc không bận. Hán hủy lán ma, thì các bạn trả lời là lán, là hoặc là hẳn lán, là rất khó, hoặc là phù lán, là không khó. Lý pa pa hảo ma, lý pa pa hảo ma, thì ta sẽ lấy từ lý là bạn này, pa pa là bố bạn. Lý pa pa hảo ma thì các bạn có thể trả lời là của pa pa, của pa pa bố tôi, của pa pa hảo, hoặc là
hoặc là hấn hảo hoặc là hảo đấy, có thể kiểu này, hoặc là ngủa pa pa phú hảo, phú hảo không tốt. Tiếp theo là ta sẽ có từ từ tha là anh ấy hoặc cô ấy, hoặc là đối tượng nào đó mà ta nhắc đến, tức là bố đấy, bố của chúng ta chẳng hạn, ví dụ vậy. Tha máng ma, có bận không, anh có bận không. Tha máng ma, ta có thể là phú máng là không bận, hoặc là hẳn máng là rất bận. Đấy, tha hẳn máng, tha phú máng nó đầy đủ. Rồi ta sẽ complete the dialogue. Các bạn cố gắng viết vào nhé, chép lại nhé. Complete the dialogue. Ở đây nó trả lời là ni hao thì chắc chắn là phải chào, người kia phải chào nữa, ni hao, người kia phải chào ni hao thì mới biết là ni hao. Tiếp theo ở đây sẽ có từ hẳn máng, tức là rất bận, thì câu kia phải hỏi là bạn có bận không? Bạn bận không thì là gì ạ? Nỉ máng ma, bạn bận không? Nỉ máng ma. Rồi, câu bên dưới trả lời là han nhủy phú nán, tiếng Trung không có, han nhủy phú nán, thì ta sẽ quay lại cái đầu bài, đúng không? Quay lại đầu bài, ta lấy cái tiêu đề đầu bài, ta vứt vào đây. Đó là han nhủy lán ma, han nhủy lán ma, han nhủy lán ma. Rồi, chúng ta sẽ điện viết. Các bạn luyện viết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video bài số 3.